Siêu du thuyền đầu tiên được đóng tại Trung Quốc mang tên thành phố phép thuật Andorra vừa rời cảng Thượng Hải, bắt đầu hoạt động thử nghiệm. Với khách mời và gần 1.300 thành viên thủy thủ đoàn từ khắp nơi trên thế giới, siêu du thuyền đã khởi hành từ bến du thuyền quốc tế Gu Song Khu, Thượng Hải và dự kiến sẽ quay trở lại bến cảng từ ngày 25 tháng 12. Theo kế hoạch, du thuyền sẽ còn một hoạt động thử nghiệm nữa để chuẩn bị cho hành trình thương mại đầu tiên đến Đông Bắc Á vào ngày 1 tháng 1 năm 2014. Theo công ty đóng tàu thì siêu du thuyền thành phố phép thuật Andora có chiều dài lên tới 323,6 mét, tổng trọng lượng khoảng 135.500 tấn, tổng số có 2.125 phòng nghỉ và có thể chở tới 5.246 hành khách. Du thuyền có 16 tầng với tổng diện tích không gian sinh hoạt và giải trí chung là 40.000 mét vuông.